Dũng có uống gì không? Ly nè, Tập có uống gì thêm không? Hello. Không nghe thấy mọi người nói gì cả. Thịnh, em tập được bao lâu rồi? Có xài thực phẩm bổ sung gì không? Em hả? Em tập được hơn năm rồi. Hơn năm. Trước giờ em dùng whey với lại mát. Có hồi xưa sinh viên thì em có uống amino 6000 á. Có uống vitamin gì không? Dầu Không, cá. là vitamin tới giờ em mới uống thôi chứ xưa không biết mà uống. Thật ra nhiều anh coi nhiều video người ta nói là nên uống vitamin với dầu cá là ưu tiên nhất, xong rồi mới đến mấy cái như là BCA, rồi mới đến whey, creatine này kia nọ. Tại vì cơ bản là mấy cái liên quan tới đạm, tới protein đó mình có thể cung cấp từ chế độ ăn. Còn mấy cái vitamin đó, đôi khi hay bị thiếu do ăn không có đủ, ăn không có đủ chất, nên thường ta sẽ khuyên bổ sung multivitamin, viên đa đa lượng, đa 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 loại, đa lượng gì đó uống để bổ sung cho đủ. Còn dầu cá sẽ giúp cho kháng viêm với phục hồi nhanh hơn. Kể cả giờ người ta khuyến nghị là cũng nên uống dầu cá duy trì để chống COVID, để tăng đề kháng. Hello mọi người có đó không? Chắc bắt đầu trước một xíu rồi mọi người kia sao sẽ vào sau. Vô luôn. Vô luôn. Ok. Rồi hỏi lại câu hỏi hôm trước là theo các bạn thì khi nào mình cần dùng thực phẩm bổ sung? Khi nào chúng ta cần dùng thực phẩm bổ sung? Thiếu. Thiếu. Khi nào thiếu thì dùng. Rồi còn gì nữa không? Thịnh, theo em khi nào nên dùng thực phẩm bổ sung? Theo em là khi mà các chức năng kiểu thức ăn không đủ thì nạp. Thức ăn không đủ. Rồi. Theo Dũng khi nào mình nên uống thực phẩm bổ sung? Cơ thể của mình thiếu chất đấy. Thiếu chất. Ok. Thì đúng rồi. Cái thực phẩm bổ sung này á, cái tên của nó đã nói lên rồi, tức là thiếu thì nạp. Còn nếu mà cảm thấy đủ thì thôi, chứ nó không có nhất thiết là quá quan trọng. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận cái vai trò nó cũng sẽ mang lại lợi ích nếu như mà mình xài. Thì thường chúng ta cái người mà khi nào mình cần, tức là khi nào mình thiếu, trong giai đoạn ví dụ như mình có bệnh lý, mình cần bổ sung một số chất gì đó, hoặc là mình tập luyện. Mình tập luyện thì cái nhu cầu của mình sẽ cao hơn so với người khác, nên mình cần phải nạp thêm. Hoặc là mình đối với người lớn tuổi thì cái khả năng hấp thụ các cái chất của họ không còn tốt như lúc trẻ nữa, nên lúc này họ cần phải nạp thêm từ nguồn bên ngoài vào. Và những cái loại này nó sẽ dễ hấp thu hơn so với các loại đồ ăn đó. Thì đó là khi mà họ cần, và một số đối tượng họ cần. Kể cả có thể là phụ nữ mang thai cũng vậy, phụ nữ mang thai thì cũng cần bổ sung thêm như là sắt, canxi gì kia nọ đó trong cái giai đoạn họ mang thai. Thì thực phẩm bổ sung á, nó được quản lý khá là thoải mái hơn so với lại thuốc. Thực phẩm bổ sung, đây đầu tiên nói về cái các dạng của thực phẩm bổ sung và định nghĩa nó. Được cái tổ chức DSHEA định nghĩa thực phẩm bổ sung hay thực phẩm chức năng không bao gồm cái loại thuốc lá, nhằm bổ sung vào khẩu phần ăn để đáp ứng các tiêu chuẩn sau.
chứa vitamin, khoáng chất, thảo mộc, đó, các cái loại chất chuyển hóa để cung cấp cho cơ thể. Ở dạng viên, dạng nang, viên nén, bột, dạng seo hoặc là dạng lỏng. Rồi có phải được dán là nhãn là thực phẩm chức năng. Rồi không thể được thay thế cho món ăn. Tại vì nó là bổ sung thôi chứ nó không có thay thế hoàn toàn. Không dành để ăn uống, giống như coi nó như một bữa ăn hoặc là thay cho phẩm ăn kiêng. Rồi không bao gồm bài báo đã được phê duyệt như thuốc. Tức là sao? Tức là nó không cần phải có quá nhiều nghiên cứu về nó, không cần phải được thông qua. Mà ở đây là ví dụ như FDA. FDA là cái tổ chức quản lý về thực phẩm và thuốc, chuyên quản lý về đó để cấp phép các loại thuốc hoặc thực phẩm nào nó được sử dụng và quản lý chặt. Còn cái thực phẩm bổ sung này vì cái tính là thoải mái của nó nên gọi là một cái thị trường rất là màu mỡ cho người ta đầu tư vô để mà kinh doanh. Nên các bạn có thể thấy là rất là nhiều cái loại thực phẩm bổ sung nó ra đời và dựa theo cái nhu cầu của cái người sử dụng. Đôi khi một số người nói là bây giờ uống một viên, hình như gọi là viên chất xơ, thì mình không biết là các bạn đây có uống viên chất xơ và thấy nó giữa cái uống một viên chất xơ đó và việc ăn rau thì nó có giống nhau hay không, hay là nó trải nghiệm nó khác nhau. Cái này mình chưa uống nên mình cũng không có trải nghiệm. Ở đây có bạn nào uống viên chất xơ chưa? Em chưa ạ. Duyên có uống chưa Duyên? Duyên có dùng fiber nhưng mà Duyên thấy nó cũng vậy à. Có nên, thấy cái được cái hiệu quả tối đa của nó khi mà uống vô người Cơ bản mình ăn, nếu mà mình ăn chất xơ thì mình thấy mình đi ra chất xơ, thì cái đó mình thấy thiệt. Nhưng mà tại vì cái viên chất xơ thì mình không nghĩ là nó sẽ cung cấp đủ cái lượng chất xơ đó nên mình cũng chưa uống. Nên cũng không biết, chưa có trải nghiệm gì nó. Đó thì phổ biến nhất là các loại vitamin, vitamin, multivitamin, dầu cá, rồi các loại whey để người ta hỗ trợ cung cấp đạm cho ăn kiêng chẳng hạn. Rồi người ta còn bán những cái sản phẩm như là fast burner chẳng hạn, mấy cái thực phẩm gọi là cắt giảm mỡ rồi đó. Theo các bạn thì các cái loại mà cắt giảm mỡ đó nó là cái gì là chính để cắt giảm mỡ? Theo Quân, trong những cái sản phẩm mà gọi là fast burner nó sẽ chứa cái gì? Còn đang mute kìa. Caffeine. Fast burner là mấy cái kích thích á, giống như cho mình hoạt động hay sao? Cũng chưa có dùng với nó, cũng biết mới dùng có giải độc gan, thấy không tác dụng gì. Ok. Thường theo mình biết thành phần chính của mấy cái loại mà kiểu fast burner nó là caffeine là chính. Caffeine giúp giống như là tăng nhịp tim để mình vận động nó được lâu hơn, nó được bền hơn, nó được gọi là tỉnh táo hơn để vận động nhiều hơn. Thì vận động nhiều hơn thì nó gián tiếp nó làm mình đốt calo nhiều hơn. Bên cạnh đó kiểu giống như mình uống cà phê vô thì nhịp tim tăng lên, chuyển hóa tăng nhanh hơn chẳng hạn vậy. Nhưng mà dùng những cái đó thì giống như mình, thật ra nói fast burner như vậy thì nó cũng na ná giống như là uống pre-workout thôi. Uống pre-workout cũng vậy, pre-workout đơn giản là caffeine, uống để tỉnh táo trước khi tập. Và cái hàm lượng caffeine của nó sẽ cao hơn nhiều lần so với một ly cà phê bình thường. Nên mà dùng đến caffeine á, thì nó sẽ tác động lên cả thể chất và hệ thần kinh. Nên nếu mà dùng lâu dài hoặc là quá liều nó sẽ bị chai, bị lờn. Nên lúc đó nó sẽ không có tác dụng nữa. Đó. Rồi. Tiếp theo về các cái chỉ số nào mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Các chỉ số nào mà chúng ta cần phải tìm hiểu khi tìm hiểu đến cái thực phẩm bổ sung này. Ở đây nói thêm một vài ý. Khi nào chúng ta, lý do chúng ta cần uống thực phẩm bổ sung là vì cái lượng năng lượng chúng ta cung cấp để năng lượng chúng ta bị thâm hụt do giảm cân, bằng giảm cân do cái chế độ ăn ta không cung cấp không đủ, thì lúc này chúng ta phải ăn uống thêm. Rồi đối với người lớn tuổi, người bệnh lý thì có một số nghiên cứu sẽ giúp, đối với từng loại thực phẩm bổ sung khác nhau có thể giúp cải thiện được cái vấn đề bệnh lý của họ, cải thiện một phần nào đó.
Và các cái loại thực phẩm bổ sung đó, nếu mà dùng từ ngữ đúng về các loại đó thì nó phải gọi là hỗ trợ điều trị. À, nên một số cái nó hay đánh đồng là làm cho người tiêu dùng dễ bị nhầm lẫn giữa hỗ trợ điều trị với là điều trị. À, điều trị thì đang nói đến thuốc, còn hỗ trợ điều trị là thực phẩm bổ sung, nó chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi. Và cái đó chút nói sau. Rồi ví dụ đối với phụ nữ mang thai chẳng hạn, hoặc là những người này nè, có hoạt động thể chất cường độ cao, hoặc là giúp cải thiện khả năng phục hồi sau khi tập luyện, ví dụ như omega 3, uống dầu cá chẳng hạn, hoặc là viên magie giúp cho dễ ngủ rồi hạn chế chuột rút này kia đó, hoặc là tập thể thao trước hoặc sau khi phẫu thuật rồi, và kết hợp sử dụng với thuốc đó. Thì ở bên ngoài các cái loại thực phẩm bổ sung hoặc là các loại thực phẩm mà giảm cân đó, thường các bạn sẽ thấy là sử dụng nó đi kèm với cái câu là cộng với một chế độ ăn uống và tập luyện khoa học chẳng hạn vậy. Thì cái câu hỏi đặt ra là liệu uống cái đó nó có thật hiệu quả giảm cân hay không. Bây giờ nếu mà nói nó thật sự hiệu quả giảm cân á, thì kiểu nếu mà làm thì làm cho tới đúng không, thì không cần phải tập, chỉ cần ăn bình thường, uống thêm đó chẳng hạn, thì nó vẫn giảm cân. Còn bây giờ nếu mà nó không giảm cân được thì tức là nó không hiệu quả. Mà bây giờ nếu mà nó, tại vì nó chèn thêm cái câu đó vô, tức là phải uống thực phẩm bổ sung cộng với một chế độ ăn kiêng và tập luyện hiệu quả gì đó, thì sẽ làm người ta ngộ nhận là khi mà ta có kết quả đi thì người ta không biết là do cái uống cái này giảm thiệt hay là do người ta ăn uống người ta thay đổi đó. Nên kiểu như là đây là gọi là kiểu nói nước đôi á, tức là bây giờ giảm cân là thuốc của tôi xịn, còn bây giờ không giảm là do làm không đúng theo chỉ dẫn. Thì cảm thấy nó không hợp lý lắm, nên mình cũng không có tin tưởng lắm vào mấy cái loại thực phẩm bổ sung này, kiểu như là một cái liều thuốc về niềm tin là chính. Mấy cái như mà quá nổi tiếng thì như dầu cá này kia nọ, mấy cái viên vitamin khoáng chất thì ai cũng biết rồi, thì không nói, chỉ đang nói đến mấy cái loại mà sản phẩm mới về giảm cân này kia nọ, giảm cân thần kỳ cấp tốc gì đó, không biết. Và kể cả người ta dùng cái biện pháp đó bán cho những cái như là dụng cụ hỗ trợ giảm cân như là đeo latex, hoặc là dùng bột đậu, hoặc là dùng cái bất cứ gì đó, thì cũng thường hay thòng theo một câu như vậy, tức là phải kết hợp theo một chế độ ăn phù hợp khoa học và tập luyện gì đó. Mình cũng từng thấy một số cái sản phẩm mà được mua rồi, mua ví dụ mua bột đậu giảm cân thì thật ra là bột đậu xay rang lên rồi trộn nó hạt chia kèm theo một cái lịch ăn, tuần đọc qua một cái lịch ăn thì ngày ăn có 2 bữa với khoai với rau một xíu thịt, còn 3 bữa còn lại uống bột đậu, rồi có gửi thêm cái lịch tập kiểu như hit cardio vậy, hit circuit tao sống trời. Thì đó, thì cái những cái kiểu như vậy là kiểu như là đẩy người ta đến cái giới hạn, giống như là cắt ăn xuống hết mức có thể cộng với việc ép người ta tập, và họ phải hoàn thành cả cái đống đó, tức là vừa ăn theo mà vừa tập theo trong cái liệu trình, ví dụ như là uống 2 lần cái bịch đậu đó thì chắc khoảng một vài tháng, 1 tháng 2 tháng gì đó. Nếu như ai không đủ kiên trì được, gãy giữa đường thì họ vẫn bán được sản phẩm. Còn nếu như mà họ hoàn thành được với chế độ đó, thế nào cũng sẽ giảm, mà giảm trong thời gian ngắn, là như hôm trước mình có nói mất cơ mất nước. Giảm thời gian ngắn thì mất cơ mất nước chứ chưa chắc là mất mỡ. Rồi sau đó, quan trọng là sau đó nó sẽ lên lại, mà người ta ép nữa thì nó sẽ bị có vấn đề cho sức khỏe đó. Thì bây giờ nói mà huấn luyện viên, thật ra huấn luyện viên một số huấn luyện viên khi mà gặp khách hàng cũng vậy á, gặp khách hàng cái khách hàng yêu cầu phải giảm nhanh vậy, thì mình phải cố gắng giải thích cho khách hàng hiểu chứ. Chứ nói mà muốn đáp ứng theo khách hàng thì cũng ok, cứ làm giống như mấy đứa bán hàng bổ sung như vậy thì cũng được thôi, cho tập nặng rồi bắt ăn kiêng kham khổ vô thì xuống thôi, nhưng mà liệu có tốt hay không chẳng hạn vậy. Đó là một cái khía cạnh khác. Rồi ở đây những cái lý do phổ biến mà khiến chúng ta bị thiếu hụt chất dinh dưỡng mà cần phải sử dụng thêm
phẩm bổ sung. Do ăn cái chất, cái loại thực phẩm gọi là junk food không có nhiều chất dinh dưỡng, calo thì cao mà không có chất dinh dưỡng. Đại diện giống như là nói nôm na ví dụ như là bây giờ giữa hôm trước nói là đợt nhớ có người bạn hỏi là vợ của tôi giờ nói nếu bây giờ calo của một chén cơm và calo một ly trà sữa bằng nhau thì nên chọn gì, giờ uống trà sữa hay cơm được không đó. Thì ví dụ như cái ly trà sữa nó hết thì toàn là calo không và đường fructo không thì nó lại thành mỡ. Còn bây giờ ăn cơm thì nó ngoài có ví dụ ăn cơm mình ăn gạo lứt hoặc là mình ăn cơm bình thường cũng được, nó cũng có một lượng chất xơ nào đó trong đó cộng với cái việc nó có gluco cộng với fructo chứ không phải chỉ có gluco cái fructo không, nó vẫn mang lợi ích về mặt về dinh dưỡng, về cái giúp mình no, về cái lợi ích sức khỏe hơn so với cái junk food. Rồi, hoặc là một người nào đó ăn một cái chế độ mà nó chỉ có một loại thực phẩm duy nhất giống như là kén ăn, kiểu như kén ăn, chỉ thích ăn một số thứ còn một số thứ khác không ăn, kiểu như vậy, không ăn rau thời gian kéo dài hoặc là không ăn cá một thời gian kéo dài chẳng hạn, thì có thể thiếu chất omega chẳng hạn. Rồi, ăn một bữa chính một ngày, giống như ăn ít, quá ít bữa, kiểu suy dinh dưỡng. Rồi, và ăn uống không điều độ, có bữa thì ăn quá ít, có bữa ăn quá nhiều, cũng dẫn đến chuyện bị rối loạn. Rồi, ăn quá ít hoặc quá nhiều các loại chất dinh dưỡng như protein hoặc là carbohydrate. Rồi, đây, giới hạn về khả năng tài chính. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ tìm hiểu một số cái khái niệm, một số khái niệm về đây thực phẩm bổ sung, về cái chữ viết tắt này. Mình có một số cái bốn cái chữ viết tắt này mình sẽ thường gặp. Ở trên này, cái chữ số này mình sẽ thường gặp nhất là RDA. RDA là khuyến nghị. Tại vì nó sẽ dựa trên cái nhu cầu dinh dưỡng của phần lớn dân số khỏe mạnh 97-98%. Đó nên người ta căn cứ vào cái lượng thức ăn, cái lượng chất dinh dưỡng mà cung cấp hàng ngày cho cái đối tượng người dân này. Trong một khoảng thời gian dài sau đó họ rút ra là nên phải ăn như đó để đủ. Thì đây là người ta gọi là cái ngưỡng RDA đối với các chất dinh dưỡng. Rồi, ở đây là AI. AI này thì là cái lượng khuyến nghị khi mà nó không xác định được cái RDA này. Mà nói về RDA á, để xác định RDA thì mình phải có được cái hàng cuối trước, cái ER trước. Cái ER này nó là một nửa của cái nhóm trên. Một nửa này là sao? Tức là trong cái giai đoạn họ xây dựng nên những cái này á, đầu tiên họ test ai? Họ test những cái người học sinh ở trung học và quân đội, vì họ cho rằng đây là hai cái lứa tuổi khỏe mạnh nhất trong cái dân số đó, nên họ chọn cái lứa tuổi đang phát triển và lứa tuổi kiểu đang người quân đội, tức là những người khỏe mạnh đó. Họ sẽ lấy hai cái chỉ số đó thì coi như là một nửa dân số. Và cái này là cái giai đoạn mà các còn thời chiến tranh nhiều quá nên quân đội đồ nó mới nhiều thì mới lấy chỉ số này. Nhưng sau đó để mà áp dụng được nhiều hơn, rộng rãi hơn á, thì họ bắt đầu mở rộng ra cái đối tượng thì lên tới 97-98%. Thì người ta mới ra cái chỉ số RDA. Rồi, còn cái UNL là gì? Cái UNL là cái giới hạn trần. Giới hạn trần để làm gì? Để chúng ta sử dụng các loại thực phẩm nó không bị quá mức dẫn đến tác dụng phụ, dẫn đến bị quá tải hay là ngộ độc cho cơ thể. Thì minh họa bằng cái sơ đồ này. Đó. Thì cái ER nó nằm ở giữa đây. Hai cái cột hai bên là nếu như nạp ít quá thì những cái rủi ro gì có thể xảy ra, còn bên này là nạp nhiều quá thì cái rủi ro gì có thể xảy ra. Đó. Thì nạp quá ít cũng tăng rủi ro về sức khỏe, mà nạp quá nhiều cũng tăng rủi ro về sức khỏe luôn. Cái ER này là cái mức trung bình mà của nửa đáp ứng nửa dân số thôi. Tức là sao? Tức là nếu đáp ứng cung cấp cái lượng, cái ngưỡng mà ER này cho những người như là người già,
cho phụ nữ mang thai hoặc là người bệnh thì nó sẽ không phù hợp, mà họ phải cần nhiều hơn như vậy, và họ phải cần là cái ngưỡng RDA này thì mới đáp ứng được với cái nhu cầu mà gọi là phần lớn dân số. Rồi còn bên này là cái UL, ví dụ như các cái loại thực phẩm đặc biệt như vitamin ADK chẳng hạn, nạp vào phải có cái ngưỡng trên, ngưỡng trần đó, để mình kiểm soát, không để vượt ngưỡng quá, vượt quá sẽ gây ngộ độc đó. Thì khi mà chúng ta coi những cái sản phẩm đó, giờ ví dụ vậy, coi mấy cái nhãn sản phẩm này thì chúng ta sẽ chú ý cái gì? À, ví dụ như Quân Kim đi mua đồ siêu thị, Quân sẽ đọc cái này, Quân chú ý cái gì? Và Quân hiểu cái mã, cái nhãn này như thế nào? Thì Quân sẽ coi á, là chủ yếu là coi cá nhân Quân nha. Tại vì Quân thì mua thuốc á, thì Quân sẽ coi vào cái lượng cái vitamin của nó, và coi vào cái lượng đường add vô. Nếu mua cho Hiền á, Quân sẽ coi cái lượng đường add vô với lượng calorie. Không, nếu bây giờ mình nói ở cái mức độ là thực phẩm thôi, chứ chưa nói đến thuốc. Thực phẩm, chưa nói thực phẩm mà. Nói thực phẩm thôi. Thì cái này chủ yếu là Quân sẽ coi cái đường với lại những cái gọi là cái chất chủ yếu mà mình có thể bị gì ta? Đường, fat, rồi sodium. Với lại sugar là những cái Quân coi chính, và những cái có khả năng gây dị ứng là những cái Quân coi chính. Ok. Đó. Ly, nếu mà em coi này thì em hiểu mấy cái số phần trăm này là như nào không? Theo cái nhãn này. Theo như em hiểu ấy thì là tức là nó lấy một người trung bình một ngày người ta dùng 2000 năng lượng, người ta dùng là 2000 calorie, thì cái lượng fat của cái sản phẩm này nó đã chiếm 10% cái nhu cầu của một cái người mà dùng 2000 calorie đấy rồi ấy. Ok. Đó là ví dụ đây là cái lượng fat, lượng fat trên một serving của nó. Thì ở đây á, người ta sẽ ưu tiên tất cả các nhãn này á, đều sẽ dựa trên cái khẩu phần là 2000 calorie một ngày, gọi là giá trị phần trăm daily value. Thì người ta sẽ ưu tiên đặt những cái mà bất lợi hoặc là nên kiểm soát trong chế độ ăn á, ở phía trên cùng, những cái mà gây bất lợi cho sức khỏe hoặc là có hại thì người ta sẽ ưu tiên đặt lên trên. Ví dụ như calorie, rồi để người ta dễ quản lý calorie nè, rồi tới đầu tiên là fat nè. Đó, để biết. Hôm trước chúng ta có coi cái mà chất béo bão hòa. Chất béo bão hòa là 20 gram một ngày, đúng không? 20 gram một ngày thì ở đây đang là 5%. Ví dụ đây 5%. 5% nếu mà nhân 10 lên 10 gram, 10 gram thì nó là 50%, đúng không? Vậy 20 gram tức là 100%. Đó, thì đang nêu 1 gram của này đang tức thể hiện là một ngày mình không nên ăn, không dùng quá. Ở đây có thể nói nôm na, ví dụ đi, ví dụ không nên dùng quá 20 liều này. Thì đối với cái lượng fat nó sẽ ok. Hoặc là mình biết cái lượng fat này để nó mình kết hợp với các loại thức ăn khác cho nó phù hợp. Rồi đầu tiên là fat, gồm có chất béo bão hòa, rồi đến trans fat, rồi cholesterol, rồi tới muối, sodium. Đó, rồi mới đến những cái mà người ta bổ sung phía sau, những cái có lợi, những cái có ví dụ người ta bình thường ít quan trọng hơn, gọi là ít quan trọng hơn, mới đến phía sau, ví dụ như carbohydrate, protein này kia nọ. Rồi dưới đây là những cái mà người ta sẽ đưa vào như là gọi là cái thành phần bổ sung đối đặc, cái đặc điểm đặc biệt của cái sản phẩm của họ, như là vitamin người ta có thêm vào, canxi hoặc cái gì đó trong cái loại sản phẩm đó. Đó thì người ta liệt kê theo cái thứ tự như vậy, nên những cái mà người dùng á, muốn coi đầu tiên là phải coi cái trên này, chú ý tại vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều trên này. Bên cạnh đó một số sản phẩm nó sẽ còn có đi theo một vài cái công bố về nghiên cứu của họ trên cái sản phẩm của họ. Tuy nhiên á, nghiên cứu thì nghiên cứu, nhưng mà mình muốn biết kỹ thì mình phải xác minh, tại vì có một số sản phẩm giống như là nó chỉ có một hai cái nghiên cứu thôi, thì nó cũng có quyền nó ghi cái nghiên cứu lên đây. Nên mình chỉ nhìn vô mình thấy có nghiên cứu thì chưa chắc hẳn là đúng, nên nếu được thì cứ cầm cái nghiên cứu đó lên mạng tìm đó, để coi có bao nhiêu cái nghiên cứu giống như vậy, liên quan như vậy, và nó đều viết ra cái kết quả giống vậy đó. Ví dụ như các sản phẩm thuốc này kia nó liên quan sức khỏe.
Chứ thật ra có một nghiên cứu thì cũng là có nghiên cứu. Và những cái nghiên cứu đó thật ra nó còn phụ thuộc vào cả cái người nghiên cứu nữa và cái nơi mà tài trợ nữa. Giống như bây giờ có tiền thì cái nghiên cứu dễ thông qua hơn chẳng hạn. Đó nó rất là nhiều mục đích khác nhau nữa. Rồi. À Quân muốn add thêm cho Quân add thêm tí nha, tức là biết cái vụ mà uống uống rượu á mà nó những người chúng chia ra hai nhóm, người uống rượu sẽ có sức khỏe tốt hơn những người không uống rượu. Biết cái vụ đó không ta? Chưa nghe. Tức là có một cái nghiên cứu là nói uống rượu sẽ giúp cho bạn sống lâu hơn, sống khỏe hơn. Thì nó nói là nó cho một nhóm người uống rượu và cho nhóm người không uống rượu, thì test trong một khoảng thời gian lâu đó thì thấy là nhóm người uống rượu á lại sống lâu hơn, sống khỏe hơn, sống những người không uống rượu. Nhưng mà những cái nghiên cứu lại bị sau này được khui ra là không chính xác, là do cái nhóm người uống rượu á thực chất là họ là những người có một cái gì ta nhiều tiền hơn, sống tốt hơn là mới có quyền được uống rượu thoải mái. Tức là cái môi trường sống của họ ít độc hại hơn, kiểu như vậy. Đúng rồi, chính xác. Còn những người mà họ không uống rượu không phải là vì họ họ muốn, nhưng mà do cái bệnh lý sẵn của họ rồi, không uống rượu được vì nhiều lý do môi trường nữa. Thành ra cái kết quả ta chưa biết, là đôi lúc những cái kết quả nghiên cứu cũng nói theo giống của Phan tuổi. nó rất là sao ta? Nó là dễ đụng chạm, tại vì nghiên cứu thì có nghiên cứu đó, nhưng mà mình phải xét ở góc độ là nó nghiên cứu trên bao nhiêu người, đối tượng nghiên cứu là ai, nó có gọi là tầng, gọi là số đông hay không, hay là nó là một cái nhóm nào đó đặc biệt cụ thể riêng và trong điều kiện nào, rồi nhiều thứ lắm. Giống như là hôm trước mình có ví dụ về thuốc lá chẳng hạn, nó có một thời gian dài người ta vẫn nghĩ là thuốc lá có lợi, hoặc là giống như kiểu hút thuốc lá bổ phổi chẳng hạn đó. Thì cho đến tận 100 năm sau mới có nhiều nghiên cứu ra rằng nó liên quan đến các bệnh ung thư, rồi bệnh về động mạch vành, các thứ liên quan đến thuốc lá. Nên lúc này người ta mới lên tiếng. Còn trước đó, với cái sự phát triển của cái nền công nghiệp thuốc lá, những cái nhà đầu tư cho cái nền công nghiệp đó sẵn sàng bỏ tiền ra để làm nghiên cứu. Và tất nhiên bỏ tiền ra làm nghiên cứu để có lợi cho họ. Và họ cũng bỏ tiền ra để bịt miệng mấy nghiên cứu khác. Giống như chạy marketing nghiên cứu vậy, chẳng hạn như vậy đó. Nên và có một câu mà thầy mình nói, tức là mình sẽ luôn tìm được các cái nghiên cứu khác nhau mà bảo vệ cho cái luận điểm luận cứ của mình, nên sẽ luôn có cái mà nó mâu thuẫn với mình và mình sẽ luôn có thể chứng minh là mình đúng đó. Nên khi tiếp cận với mấy cái đó mình cũng phải cần lưu ý và chọn lọc. Nên hôm trước có hỏi là hút vape, thuốc lá điện tử nó có tốt hay không? Thật ra thì bây giờ nó còn mới quá nên chưa biết, tại vì chưa có nhiều nghiên cứu và phải đợi. Một số thì nói là không, một số thì nói là có, chẳng hạn vậy. Nó còn đang tranh cãi rất là nhiều. Đó thì ở đây là nói lại về cái đọc nhãn hiệu thôi. Và ở đây là cái ví dụ cho vitamin D. Vitamin D về cái liều lượng dùng cho mỗi cái độ tuổi khác nhau thì nên dùng khác nhau như thế nào. Ví dụ trẻ dưới 1 tuổi thì ở đây người ta hay dùng là cái IU 400 IU, hoặc là dùng theo đơn vị là microgram. Ở đây nè, 2.5 microgram. Đây, đối với người trưởng thành từ 14 cho đến 70 luôn, vẫn dùng cái liều 15 microgram ở đây. Để biết cái gì? Để biết là cái mức này là cái mức ngưỡng trần nè. Cái mức này là mình nên dùng xung quanh đây thôi, đừng có nên dùng quá nhiều có thể gây ngộ độc gan. Đó thì từ đây mình có thể nhẩm ra một ngày mình nên uống bao nhiêu serving chẳng hạn, thì để biết được. Cái mục đích người ta quy đổi ra thành từng serving, từng cái phần trăm như vậy để mình dễ hình dung là mỗi ngày mình nên uống bao nhiêu, dùng sử dụng cho nó dễ. Rồi. Đó là về cái nhãn, một số nhãn hiệu. Rồi. Bên cạnh đó vitamin thì mình cứ có một số lưu ý như là ADAK thôi. Bốn cái đó nó tan trong dầu nên nó dẫn đến việc là nó lâu giải phóng, nó lâu đi ra ngoài, nó sẽ nằm tích trữ trong chất béo và trong gan, nên dùng phải kiểm tra liều lượng để tránh ngộ độc. Và đặc biệt là vitamin A chẳng hạn, vitamin A là
mấy bạn nữ sẽ hay dùng trong việc điều trị mụn tiền chất là retinol đó. Tại vì mình thường á thì bác sĩ sẽ khuyên mình luôn, tại vì họ sẽ biết chuyện đó, hoặc là mình xài thuốc mình sẽ phải kiểm tra cái đó. Nhưng đôi khi có một số ví dụ chỗ này kia nọ, cái người kỹ thuật viên họ lại không nắm cái đó, họ lại không có tư vấn đúng như mình, thì mình phải là người tự kiểm tra lại những cái thứ mình đang xài. Để làm gì? Ví dụ như vitamin A, người ta yêu cầu là phải ngưng sử dụng từ cái liều cuối cùng, sau đó ít nhất 6 tháng mới được quyền mang thai, tại vì nó còn chữ ở gan, nếu như mang thai sớm gần với cái liều vitamin A đó, nó sẽ nguy cơ dẫn đến thai bị quái thai đó. Rồi, đây là một số cái chất khác egogenic. À, nói về egogenic. À, đi tới cái bảng này trước đi. Cái bảng này là trong sách có, hoặc chúng ta có thể tìm bằng cái tên này, copy lên Google bát ra, nó sẽ ra được cái bảng này. Bảng này là liều lượng dùng cho các cái loại thực phẩm bổ sung, bao gồm là cái liều khuyến nghị ở giữa, rồi quy đổi ra theo cái giá trị daily value nè, rồi cái ngưỡng trần, mức trần này là mức trên mức này có thể gây ngộ độc, còn mức này là mức trần nhưng mà mức an toàn, và những cái mà tác dụng phụ mà gây ngộ độc của nó, gây tổn thương cho cơ thể. Ví dụ như vitamin A dùng quá liều có thể gây tổn thương gan, rồi xương, hoặc là đau xương khớp, bị khô da. À, cái khô da này là sẽ thường thấy nhất nếu mà dùng retinol đó. Uống retinol mặc dù là nó chữa mụn nhưng mà nó lại gây khô da, rồi gây rụng tóc, nhức đầu, hoặc là buồn nôn chẳng hạn. Đây, beta carotene tăng nguy cơ bị ung thư phổi đối với người hút thuốc hoặc là làm việc ở môi trường độc hại, tăng nguy cơ ha. Rồi, ví dụ vitamin D quá nhiều thì sao, có thể gây tích tụ canxi trong não và động mạch, giống như là sơ vữa não và động mạch, tại vì lúc này canxi quá nhiều sẽ lắng động và gây sơ là bị sơ cứng lại, nó không còn đàn hồi tốt nữa. Rồi tăng canxi máu, gây nôn ói. Rồi ở đây là nếu dùng quá nhiều vitamin E dẫn đến nguy cơ giảm đông máu. Rồi ở đây tế bào hồng cầu sẽ bị tổn thương và tổn thương gan, vitamin K đó, ADK có đủ rồi nè đó, cái này các bạn có thể lưu ý xem qua ha. Rồi B1, B2, các vitamin khác, đau đầu, nôn ói, chủ yếu các triệu chứng là đau đầu, nôn ói. Tại sao chúng ta lại nôn ói nhiều quá ha? Tại sao mỗi lần ngộ độc sẽ bị nôn ói ra? Duyên trả lời. Nôn những cái không tiêu ra, kiểu như một cái phản ứng của nó, cơ thể là dư ra nhiều hoặc là gây ngộ độc thì nó phải tìm cách nó tống ra ngoài bằng hai đường, một là đường bên trên, hai là đường bên dưới đó. Thì giống như chúng ta ăn thực phẩm bẩn chẳng hạn thì bị tiêu chảy là cái việc cơ thể đang đẩy chất độc ra ngoài, cơ thể tự động có cơ chế detox nó rồi, nó đẩy ra ngoài, thì việc đẩy ra nó sẽ làm mất nước, thì lúc này chúng ta phải bù nước vô. À, hôm trước mình có nói về hấp phụ đó, hấp phụ là dùng mấy cái mà tức là uống những cái thuốc tiêu chảy á, nó không phải là ngưng cái cơn tiêu chảy đó mà là nó đưa cái than hoạt tính vô cơ thể, sau đó cái than hoạt tính, cái phân tử nó giống như là con corona, nó có gai đó, nó sẽ gọi là đi qua cái đường ruột mình và nó thu nhận nó, mấy cái vi khuẩn sẽ bám trên đó là cuốn ra ngoài theo cái cơ thể. Nên mình không có cố gắng khi bị tiêu chảy, mình không có cố gắng mà tìm thuốc mà ngăn cái tiêu chảy lại được, tại vì nó đang làm cái chuyện tống chất độc ra, mà mình sẽ phải cấp nước, cấp muối điện giải cho nó, và sao ta, có thể là kiểu là những cái như là thuốc hỗ trợ cái đường tiêu hóa thôi, chứ mình không có tìm cái thuốc mà để cho nó ngăn cái việc tiêu chảy đó lại. Trừ khi mà nó quá nặng thì bị cấp cứu thì chắc có thể sẽ có những cái loại thuốc đặc hiệu riêng hơn. Rồi vitamin B, những cái này nó khá là nhiều, nên chúng ta nếu mà
cụ thể cần nên tìm từng cái một lên trên Google để coi chức năng và liều dùng và những cái tác dụng phụ của nó. Mà thông thường á, trên các nhãn sản phẩm đối với mấy này người ta đã có liệt kê ra hết rồi, có liệt kê mấy đó. Nếu mà chúng ta uống theo đúng cái liều đó thì cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Biotin, vitamin C. Vitamin C. Thường vitamin C, những vitamin tan trong nước sẽ ít gây ngộ độc hơn, tại vì mình sẽ thải ra ngoài qua đường nước tiểu. Nó thải ra khá nhanh nên ít gây ngộ độc hơn. Chỉ lưu ý những cái vitamin tan trong dầu vì nó trữ trong người lâu, tích trữ người lâu hơn. À, mình sẽ gọi lại cái, mình sắp tắt cái này rồi.